Kính chào quý Phật tử, quý vị và quý đạo hữu. Thư viện Phật giáo Hòa Hảo YouTube thực hiện trọn bộ sấm giảng thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do nghệ sĩ miền Trung và miền Bắc diễn ngâm. Xin trân trọng kính mời quý vị lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị khán giả, đây chương trình diễn ngâm sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ do các văn nghệ sĩ đến từ miền Bắc và miền Trung thể hiện. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sấm giảng quyển nhì, tức Kệ Dân của Người Khùng. Phẩm kinh này dài 476 câu, xuất bản lần đầu năm 1939, văn Thất Ngôn Trường Thiên. Đức Thầy viết tại làng Hòa Hảo ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão. Kệ này khởi đầu bằng câu: Ngồi khùng trí đoái nhìn cuộc thế, và chấm dứt bởi câu: Ta ra sức giác chiều bá tánh. Cũng như trong quyển nhất, ở đây Đức Giáo Chủ vừa tiên tri tai nạn sắp xảy ra cho nhân loại và khuyên mọi người làm lành lãnh dữ để được Phật giác diệu. Bởi vì đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Vậy sớm mau kiếm chữ Ma Ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Trung với hiếu ta nên trao trĩa, hiền với lương bổn đạo rèn lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, giới bá tánh vạn dân vô sự. Rồi Ngài khuyên chúng sanh bỏ mê tín dị đoan, âm thinh sắc tướng, sự dối tu lòe đời. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Ngài cũng khuyên mọi người tu theo chân lý của Đức Phật Thích Ca, đạo vô vi của Phật Ân Cần, nối theo chí Thích Ca ngày trước. Bởi đi đúng con đường Phật dạy thì sự tu mới có kết quả. Kính mời quý vị thành tâm lắng nghe qua sự diễn ngâm của nghệ sĩ Hồng Dân, nghệ sĩ Bích Ngọc, nghệ sĩ Ngọc Quang, nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm diễn ngâm. Dẫn lời giới thiệu, Tú Trinh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi khùng trí đoái nhìn cuộc thế, thấy dân mang sưu thuế mà thương. Chẳng qua là Nam Việt phố vương nên tai ách xảy ra thảm thiết. Bạc không canh đổi thay chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mới mấy năm sao quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc. Thương hại bấy lê dân đất ruột, thảm vợ con đói rách đùng đeo. Gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắt. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mấy thiên cơ mỗi phút mỗi thay.
nẻo thanh suy như thể tên bay, đường vinh nhục rồi may một lát. Ai phú quý vào đài ra các, ta điên khùng thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tỉnh tâm tìm đạo. Trai trung liệt đáng trai hiền thảo, gái tiết trinh mới gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà sửa. Đời tận thế mà còn lần lựa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng vãng sanh cực lạc. Tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà. Mà mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bảy núi còn nhiều báu lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Cuộc dưỡng thế ngày nay mỏng manh, mà sang giàu còn hiếp nghèo nàn. Phải xả thân tầm bát nhã thoan, sau mới khỏi hùng tha xấu bắt. Đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Vậy sớm mau kiếm chữ ma, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, vọng cửu huyền sớm tối mới mầu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Ghét những đứa giàu sang kiêu hãnh, thương những người đói rách cơ hàn. Cảnh phồn hoa khó sánh lâm san, sau sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Coi trần thế hết suy tới thạnh, hết lâm nguy đến lúc khải hoàn. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sau đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc bá tánh đời này dị nghị, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yếu dân chẳng trọng bạc tiền, mà dương thế cứ theo
biếm nhẹ. Sau lập hội thì già hóa trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật tiến với thánh, khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách thánh hiền dạy đạo làm người. Xem chuyện thơ chẳng biết hổ ngươi, mà làm thói điêu thuyền lữ bố. Sao kẻ ấy làm môi mảnh hổ, cảnh núi non nhiều thú dị kỳ. Nói trọng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Đến chừng đó thiên la lưỡi bùa, mới biết rằng trời Phật công bằng. Trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao lý, học tà đạo làm điều tà mị, theo dị đoan cung kiêng tinh tà, thì sau này gặp chuyện thiết tha, đừng có trách khùng điên chẳng kêu. Thấy ba tánh nghinh tân yểm cừu, học ai mà ngang ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời, chẳng có kể công sanh dưỡng dục. Thương Lê Thư bày tường trong đục, mặc y ai nghe phải thì làm. Lời của người di tích núi Sam, chứ chẳng phải bày điều quy ân hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Giả quê rốt khuyên người tình ngộ, giả ban buôn thức giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thư nhiều người kiêu ngạo, xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão. Buồn xóm làng cứ trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài ba tánh. Nghe điên dạy sau này thơi thành, đây chỉ đường cực lạc vãng sanh. Đừng có ham lên mặt hùng
địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đã gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà gián niệm cho dành thì mới được sống coi tiên thành. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sanh, xưa mà thương phụng gãy non kỳ, bởi võ vương đáng bực tu mi. Nay trở lại khác nào đời trước, kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp tràng chỉ kẻ hung đồ, được thành thơi nhờ chữ Nam Mô. Khuyên bổn đạo gián mà trì chi, xưa Tây Ba thất niên dù ly, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Dòm biến trần cảnh khổ vơi vơi, lao với khổ, khổ lao chẳng xiết. Ghét bạo chúa là xưa trụ kiệt, mất cơ đồ lại bị lửa thiêu. Thương Minh Vương bắt chước Thuấn Nghiêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương trần thế kẻ sao cho xiết, mượn xác trần bút tả ít hàng, kể rõ ràng những việc lầm than. Mặc làn sóng muốn nghe thì chép, việc tu tỉnh khùng không có ép. Cho giấy vàng điên chẳng có nài, lòng yêu dân chẳng nệ vắn dài. Cho bổn đạo giải khuây niệm Phật, việc xảy đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên trọng kính. Bệnh ôn dịch cũng đừng mời thỉnh, cõi ngũ hành chẳng kha rẻ kêu. Hãy gìn lòng chớ khá dệt theo,
nói xiên xò cũng không no beo. Đời muôn hạ ngày nay mọc mẹo, khuyên thế trần hãy ráng kiêng dè. Mặc tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có ham nơi phú quý. Trong bốn đạo từ nay kim chỉ, đói với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ cho ba tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc đế xử phân, lại dựa kề bệ ngọc các lân. Cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy bá tánh nhiều điều tai khổ, khủng thương dân nên phải hết lời. Dạo Lục Châu chẳng có nghỉ ngơi, mà Lê Thứ nào đâu có biết. Dạy đạo tranh vì thương Nam Việt, ở Cao Miên vì mến Tần Hoàng. Trở về Nam đặng có sửa sang, cho thiện tín được dành chân lý. Trong sáu tình nhiều điều ta mị, tu hành mà vì kỳ quá chừng, thì làm sao thoát khỏi trầm luân. Khuyên bổn đạo rán tâm nẻo chánh, chừng lập hồi xác thân mới rành. Nếu không thời khó thấy Phật trời. Khùng dạy dân chẳng dám nghỉ ngơi, đi chẳng kể tấm thân già cả. Cảnh trần thế mặc ai thông thả, chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần. Có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiệm đạo màu. Cảnh Tây Thiên báu ngọc đầy lâu, rán tu tình tìm nơi an dựa. Kẻ hiền đức sau này được hưởng, phép thần linh của Đức
Di Đà. Lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong vòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niềm Di Đà. Lại được gần bệ ngọc Long Xa, coi chư quốc tranh giành châu báu. Trai nhỏ tuổi kinh thành trường lão, gái bé thơ biết chồng tuổi già. Ráng tỉnh tâm dẹp được lòng tà, thì được thấy Phật tiên thần thánh. Việc hung dữ hãy nên xa lánh, theo gương hiền trao sửa làm người. Sau tà tinh ăn sống nuốt tươi mà ba tánh chẳng lo cải thiện, miệng dương thế hay bày nói huyễn, sách thánh hiền ghét kẻ nhiều lời, khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời cõi hạ giai rồng mây chơi giỡn. Ở chòm son đừng cho nhơ bòn, ráng giữ gìn phong hoa nước nhà. Câu tam tùng bọn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa kẻ trai cho vẹn. Ghét những kẻ có ăn bọn sàn, thương những người đói rách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật trở nên say buổi. Kẻ phú quý đừng vong cơm nguội, sau đói lòng chẳng có mà dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà bá tánh chẳng theo học hỏi. A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh. Hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hưởng nhờ. Chôn hồng trần nhiều cảnh nhuốc nhơ, ráng hiểu rõ huyền cơ mà tranh. Chôn tửu điểm ta nên xa lánh, tự đổ tường đừng có người tranh xa mới gọi chi cao. Xa bốn vách
mang điều nhớ.